những nỗ lực của việt nam về phát triển năng lượng theo hướng xanh sạch đã mang lại nhiều kết quả tích cực đó là khẳng định của ông Ranjit Lamek giám đốc khu vực phụ trách cơ sở hạ tầng ngân hàng thế giới world bank tại buổi tiếp và làm việc với bộ trưởng bộ công thương việt nam nguyễn hồng diên Bộ Công Thương cho biết, tại dự thảo quy hoạch điện 8, Việt Nam đã lên phương án loại bỏ thêm 3 nhà máy nhiệt điện than, 4 nhà máy nhiệt điện khí. Đến năm 2030, điện than chỉ còn chiếm 25,6% trong tổng công suất đặt nguồn, đến năm 2045 chỉ chiếm 10,6%. Bộ Công Thương cũng đang triển khai xây dựng lộ trình và các giải pháp để cắt giảm phát thải khí mê tan 30% vào năm 2030. Ông Ranjit Lamek khẳng định, quá trình chuyển đổi năng lượng không hề dễ dàng, đặc biệt với quốc gia đang phát triển có nhu cầu năng lượng lớn như Việt Nam. Do vậy, quy hoạch điện 8 là tài liệu quan trọng, là cơ sở định hướng để phát triển hệ thống nguồn điện và lưới điện của Việt Nam trong giai đoạn tới, để hướng tới chuyển đổi năng lượng bền vững và thực hiện mục tiêu giảm phát thải bằng không, net zero vào năm 2050. World Bank sẵn sàng tham gia hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, nhân lực, nguồn lực trong thực hiện các nội dung của quy hoạch điện 8 theo hướng xanh, sạch. Được biết, trong giai đoạn 1998-2013, World Bank đã tài trợ cho Việt Nam 12 dự án liên quan đến phát triển điện với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Mới đây nhất, World Bank và Bộ Công Thương đã trao đổi về đề xuất sử dụng vốn vay ưu đãi của World Bank khoảng 360 triệu đô la Mỹ cho chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là nguồn hỗ trợ quan trọng để Việt Nam hướng tới mục tiêu cấp điện lưới quốc gia cho 100% dân số.